Huyền bí về thần thú Kỳ Lân. Kỳ Lân thường được nhắc đến trong rất nhiều huyền thoại và truyền thuyết phương Đông. Chúng được xem là những thần thú quý hiếm, được con người cực kỳ coi trọng. Kỳ Lân thường sống ẩn nấp, không cho con người biết đến. Chỉ khi đạo đức con người thăng hoa và thuần khiết trở lại mới có thể thấy được loại thần thú này. Những câu chuyện về Kỳ Lân có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sinh vật huyền thoại này có hình dáng giống như loài hươu với một chiếc sừng ở giữa trán. Trong nhiều câu chuyện thần thoại châu Á, Kỳ Lân được mô tả là một trong những sinh vật đầu tiên được Đức Sáng Thế tạo ra và là loài sinh vật thuần khiết nhất trên trái đất. Người Á Đông xem đây là loại linh thú hiền lành, thậm chí nó không hề làm hại bất kỳ sinh vật nào dù là nhỏ nhất. Trong quá trình di chuyển, Kỳ Lân luôn cẩn thận để không dẫm lên côn trùng. Ngay cả móng chân của Kỳ Lân dường như cũng không chạm vào cả ngọn cỏ khi chúng chạy. Điều này dường như có thể có mối liên hệ chặt chẽ với quan điểm cấm sát sinh trong một số tín ngưỡng như Ấn Độ giáo, Phật giáo và tôn giáo Jaina. Những tôn giáo này đều có chung một nguyên lý, đó là mọi sinh mệnh đều quý giá và đáng được trân trọng. Theo truyền thuyết phương Đông, Kỳ Lân tự do, hoang dã, đồng thời cũng là những sinh vật cao quý nhất. Kỳ Lân thường ẩn mình vào những thế giới huyền bí cho đến khi đạo đức nhân loại được thăng hoa trở lại. Khi đó, thần thú này sẽ xuất hiện trước mặt con người và đồng ý cho con người thuần hóa nó. Trung Hoa. Người Trung Hoa cổ đại lưu giữ một truyền thuyết kể rằng Kỳ Lân là con vật canh giữ hang động của thần tiên trên núi Tiên Sơn. Người Trung Hoa xưa tin rằng Kỳ Lân có thể bảo hộ con người ra vào cổng nhà bình an, cho nên họ liền dùng nó để trấn trạch. Trong thuật phong thủy, trấn trạch là để đảm bảo cho căn nhà được vững vàng và những người sống trong căn nhà đó được an lành, thịnh vượng. Lúc mới đầu, Kỳ Lân được dùng để coi giữ lăng tẩm. Về sau, nó được dùng phổ biến để canh giữ nha môn. Kỳ Lân được mô tả là sinh vật mình hổ hoặc hươu, móng ngựa, đuôi bò, đầu rồng và toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vảy cá màu sáng bóng. Có nhiều truyền thuyết nói rằng Kỳ Lân có cánh hoặc ít nhất là nó có khả năng bay lượn nhờ đám mây dưới chân và có thể băng qua vô số vùng trời rộng lớn. Theo đó, Kỳ Lân cũng là linh vật trong tứ đại thần thú gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Ngoài ra, Kỳ Lân Trung Hoa còn có một chiếc sừng ở giữa trán nhưng không có dáng thẳng và xoắn ốc như Kỳ Lân Tây Phương mà hướng đầu nhọn ngược vào trong. Kỳ Lân luôn được coi là linh vật của chính nghĩa. Chúng bảo vệ, mang đến bình yên, tri thức và cả sự thịnh vượng đến cho con người. Nhật Bản, Kijin. Trong thần thoại Nhật Bản, người ta thường nhắc đến hai linh vật có hình dáng giống Kỳ Lân, được gọi là Kirin và Shinju. Trong đó, Kirin là một sinh vật hiền lành và có phần nhút nhát, còn Shinju lại có đủ uy nghiêm để đóng vai trò một linh vật phán xử. Truyền thuyết kể rằng, Kỳ Lân Shinju có khả năng phát hiện ra những người nói dối và nó cũng có thể phân biệt được những lời nói đúng hoặc sai. Nếu Shinju phát hiện những kẻ dối trá phạm tội tày đình, nó sẽ không ngần ngại xử tử họ bằng chiếc sừng trước trán. Việt Nam. Trong các câu chuyện dân gian của Việt Nam, Kỳ Lân được gọi là Lân. Những mô tả đầu tiên về loại vật này có từ 2700 năm trước. Còn Lân được tượng trưng cho sự thịnh vượng. Với người Việt thì Lân là một trong những loài động vật linh thiêng. Vì vậy, hình tượng của chúng luôn được sử dụng để trang trí cho đền chùa. Lân cũng được miêu tả là có đầu rồng, thân ngựa. Thậm chí trong một số tài liệu còn cho thấy Lân sở hữu mũi sư tử và sừng hươu. Giống như Kỳ Lân Trung Hoa, toàn thân của Lân Việt Nam được bao phủ bằng lớp vảy bên ngoài và ria mép giống như cá trê. Đặc biệt, Lân Việt Nam có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Đối với dân tộc Việt Nam, Kỳ Lân là một biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và sự trường thọ. Hàn Quốc, Kirin Gun. Câu chuyện về Kỳ Lân ở Hàn Quốc
được gắn liền với vương quốc cổ đại Kigiryo. Theo truyền thuyết, thì thú cưỡi của đức vua Tongmyeong, người sáng lập vương quốc này, chính là Kỳ Lân. Người Việt Nam và Hàn Quốc đều tin rằng Kỳ Lân thường sống trong các hang động hoặc trên một số vùng núi cao. Những huyền thoại này có thể liên quan đến quá khứ của hai quốc gia, nơi có một số nền văn minh cổ đại từng sống trong hang động. Do vậy, nhiều hang động tại đây thường có đầy đủ các hệ sinh thái với những hồ nước và dòng suối bên trong. Đây được xem là nơi yên bình dành cho những sinh vật huyền bí này trú ngụ. 34. Kadakhan. Vương quốc Ba Tư cổ xưa trước đây cũng từng có câu chuyện về Kỳ Lân của riêng mình. Kỳ Lân được mô tả giống như một con nai, hươu, ngựa hoặc linh dương một sừng. Nó là một linh thú hiền lành và giống như những con kỳ lân phương Tây khác, nó có khả năng làm sạch nước bằng cách nhúng sừng của mình vào suối, hồ hoặc ao. Tuy nhiên, khi phụ nữ uống loại nước này, họ sẽ lập tức mang thai. Ấn Độ. Có rất nhiều sinh vật giống kỳ lân được đề cập bên trong những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian Ấn Độ. Nổi tiếng nhất trong số đó là linh vật Rasiya. Đây là sinh vật trông giống như một con linh dương hay một con trâu nước có sừng nhỏ mọc trên trán. Trong bộ sử thi Mahabharata viết bằng tiếng Phạn cổ đại, thậm chí còn đề cập đến một sinh vật giống người được gọi là Rasiya cũng có một cái sừng trên trán. Ngày nay, kỳ lân được cho là một sinh vật chỉ có trong huyền thoại. Tuy nhiên, chúng lại được miêu tả khá chi tiết trong văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới. Hơn nữa, đa số được miêu tả với đặc điểm khá tương đồng, đặc biệt là đều có chiếc sừng trên trán. Đây phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay trong thời quá khứ xa xưa, linh thú này đã thực sự tồn tại? Trong sử sách còn có một câu chuyện. Vào năm Lỗ Ai Công 14 tuổi, Ai Công ra vùng ngoại ô săn bắn. Lúc ấy, có vị thương võ sĩ bắt được một con quái thú, bèn thỉnh Khổng Tử quan sát. Khổng Tử nhìn thấy liền viết, lân, rồi lấy tay áo che mặt, nước mắt giàn giụa, ông thở dài viết, đạo của ta đã tận. Khi đó có thuyết rằng, lân hiện vu giả, tắc vương giả xuất, nghĩa là kỳ lân xuất hiện ở vùng thôn giả, ắt xuất hiện bậc vương giả. Vậy mà, loài thú mang niềm lành như vậy lại bị con người bắn giết. Khổng Tử cho rằng bắn giết kỳ lân là thiên hạ đại đạo không còn. Bởi vậy, ông cảm thấy rất đau lòng. Phải chăng đây chỉ là truyền thuyết? Quả thực ngày nay, xã hội trượt dốc đạo đức, con người không còn biết coi trọng sự lương thiện. Chính vì thế, loài vật đại diện cho sự lương thiện đã không còn. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho thế nhân rằng đừng để mất đi sự lương thiện. Bởi một con người khi không còn đạo đức ước thúc hành vi và suy nghĩ, cá nhân đó đã bước một chân vào địa ngục mất rồi. Nếu cả xã hội đều thành ra như vậy, thì họa diệt vong với loài người đã cận kề.